cả nhà. Hello everyone. Hôm nay mình nấu cái món là mì. Mình bắt nước lên mình lột mì đi cả nhà. Mình chế nước vô xong rồi mình bỏ đậu mì lên tụt thôi cả nhà. Nhà mình bốn người ăn một hơn có thì là đủ. Nhà mở thêm bình luận. Nhà mình xắt củ hành nha cả nhà. Mình có củ tỏi nha cả nhà. Tỏi mình cũng là bằng xong cả nhà. Để gấm đây. Lột mì nha cả nhà. Rồi cái đậu mì để ở nhà nó xôi để mình chín. Đây là nồi mì mình đang luộc đây. Đó. Bên đây mình chuẩn bị sẵn là tỏi, bơ, củ hành, thịt bằm, nấm và tương cà. À, cà chua, cà trong lon cả nhà. Còn đây là cái gói rau mùi để mình bỏ lên cho nó thơm. Butter, garlic, onion, beef, mushroom, and tomato. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình nấu nha. Mình đổ cái nồi này ra, mình rửa. Đổ ra mình rửa là nước lạnh nha. Đây là mình có mì. Giờ mình bắt lên mình xào cái sốt trước nha cả nhà. Xào cái nấm với cái sốt trước. Bỏ bơ vô cả nhà. Bỏ tỏi vô cả nhà. Bỏ lên. Làm mớt tương cho nấm để mình xào. Mình bỏ miếng bột mì vô cả nhà. Nó cho bột thơm á. Thú rồi. Miếng sáu. Mình cho cái trà này vô. Cái chai tương trà này lên thế này. Bây giờ mình bắt qua cái chảo cái chưa biết bên đây. Để mình nấu nó. Cả nhà. Giờ mình bỏ tỏi vô nha. Rồi giờ tỏi vàng cả nhà. Mình bỏ thịt bò vô mình xào ha. Mình cho miếng chili vô nha cả nhà. Pepper. Bột hoa cải, cái bột hoa đó, cái hoa vừa theo khẩu vị mình ăn, còn có gì đường, chưa được.
xào lên. Và bây giờ thịt đó, thịt bò nó cũng gần chín, mình bỏ củ hành vô nha các bạn. Mình xào xào cho nó vừa chín tới, củ hành là mình bỏ vô cái này kia. Bây giờ nó củ hành nó vô nó cũng vừa rồi, mình tắt lửa thôi. Rồi bây giờ mứt nó đã chín rồi cả nhà, thì mình bỏ thịt vô nha. Mình mà muốn ăn cay thì mình bỏ bớt khô vô. Lúc mình ăn mình bỏ vô cũng được. Bỏ to, bỏ vô ớt khô mình đang chưng được hay mình bỏ giờ chứ. Cây cả nước cay quá nó nhớ là nó được. Bỏ tiêu vào. Đây là cái gói cái này cũng cái mà bạn bỏ đi như bên Ý. Bỏ mua về nó cho là nhưng mà cái gia vị nó có ớt, có đủ thứ trong đây nè cả nhà. Nó thì mình bỏ nữa. Đó, vậy ha. Bây giờ mình nếm thử nè cả nhà. Bạn đà nó ngon. Mình thử nha. Mình nữa. Thế là xong. Hôm qua sushi dưới đó ngon không con? Ngon hơn cái chỗ trên này không? Ở đây xem. Hello cả nhà, chào cả nhà. Hôm nay mình ăn món mì. Cái này nó có cái tên gì á? Kêu bằng gì? Kêu bằng gì con? Cái này nè đó rồi. Tiếng Anh kêu cái gì đó rồi. Spaghetti. À. Thiếu cà. Đọc một đống cà rồi đó, chỗ này rồi là thiếu cà. Cà chua mình cũng vậy thôi. Thì đó. Làm biến thái hả? Rồi ra mình bán thì cho mình nghe mà cái nhà. What is me? Đó, cái nấu là hôm nay thật thành nấu là Mỹ. Cái này hình như ngon. Ngon. Còn hơn mấy lần trước, mình chắc có nấu một thịt kỳ. Ngon nhiều. Vì Mỹ nấu rồi. Mấy lần trước là có nhiều sốt vô mình ớt không con? Bật ớt vô không? Sao bị cay á? Dạ ớt bị cay hát nếm bỏ như là ăn rồi ngồi ăn ngồi quẩy cái tay là mà biết à phải quẩy tay lên. Ăn đi chứ để mai mốt 2 năm nữa con đi học đại học với ở nhà không có được ăn chung. Có ớt thì nó ngon không? Ừ. Có thể đổi món cái nhà nó món mì sốt chân gà. Bên này cái bánh mì không tham gia quá. Cái bánh mì cha chưa bỏ này, cái chừng nào con muốn bỏ con bỏ hả? Hay xào bơ ra nè. Chi hả? Bơ. Bơ đỡ. Cái cục dương của mình là chim bò ăn. Mình bún thêm không? Bún mì hả? Cái nước ra nè, mua cũng ngon. Biết thứ để mua mà.
mấy cái chai ngon mà mẹ chưa có uống thử. Mấy cái chai á, ừ. Nó ngọt ngọt, kiểu đường là đường hỏng á, mẹ không thích. Cái này cái gì? Hơi đi đu, phải không ạ? Ờ đúng rồi. Mày nhớ khô lưỡi đâu hả? Phải. Ừ. Cái nhược gì? Ừ. Giống nước hơi đi đâu đó. Ta ăn này, đến ăn này ngon. Nhắc là mày gò đè với xương gì? Hay là hồn cũng đông. Cũng đông với ít hồn nôm để xem tay. Hay là ngon bài với gò đè. Ừ, ăn nhà em nấu ngon hơn á. Ừ. Thế không? Vậy cho nó chiên cái kia để cho nhìn cái đẹp luôn. Ừ. Còn nước tuần sau mà Trang có quất nhiều ngày cho mua gỗ gì cái lót giống như của anh hai bên phòng đúng không? Ừ. Cho dọn giường lại cho lót rồi cho để vô lại. Không cho gắn cái cửa thì tôi nói cho mọi người. Đóng rồi. Nắp là nắp là bịt đồ à, chứ tao quanh nó ship lại vậy nè. Lấy cái đó ở đi nó thiệt đó. Thì cả nhà bữa cơm của em đến đây hết. Bạn nên no. Mình chúc cả nhà một năm mới mình đang bên gia đình và người thân. Rồi cả nhà nhớ đừng ủng hộ, bấm chia sẻ, bấm đăng ký cho thêm nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye đó nè. Bye.